giờ sáng nay, xe tải mang biển kiểm soát 51C20607 lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ An Sương về Củ Chi. Khi đến đoạn qua xã Tân Nguyên huyện Hóc Môn thì tông thẳng vào đuôi của một xe container đang dừng đỗ phía trước. Tài xế xe tải bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường. Theo người dân cho biết, tại thời điểm xảy ra va chạm, tài xế xe container cho xe dừng trên đường. Xin mời quý vị ăn tép nha quý vị. Sáng nay trên tuyến đường 23 tháng 8 tỉnh Bạc Liêu, hai chiếc xe máy va chạm nhau làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Vào khoảng 8 giờ, ông Trương Văn Chiến, 53 tuổi, ngụ thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu, điều khiển xe máy kéo theo vợ là bà Trần Thị Lệ, 57 tuổi, lưu thông trên đường 23 tháng 8 hướng từ trung tâm thành phố Bạc Liêu về tỉnh Cà Mau. Khi đến quận Ngang ngã ba 23 tháng 8 giao với đường vào huyện Tân Quan, phường 8 thành phố Bạc Liêu, thì va chạm với xe máy mang số 71H2-1803. Những ai mà chưa ăn cơm thì ăn cơm với Gia Cát Lượng nhá. Đây, hôm nay làm thêm cái lạc ăn nữa nha quý vị. Xin mời cả nhà này. Ước gì Gia Cát Lượng ngồi đây, cô vợ ngồi bên cạnh thì ok nhá quý vị. Mời quý vị ăn tép con nhá quý vị. Rau xăm xào rất là ngon luôn quý vị. Thank you.
Cơm hôm nay rất là ngon nha quý vị. Thật lòng xin mời quý khán giả nhé. Đậu phộng này ăn rất là ngon nha quý vị. Cơm mà không biết con gì nó bay vô quý vị. Đặc biệt nghiêm trọng tại khu công nghiệp Giang Điền, ít nhất 10 người thiệt mạng. Xin mời quý khán giả nhé.
Xin mời quý vị. Cơn bão đầu mùa hình thành từ ngày 13 tháng 5 từ phía tây thái bình dương đổ bộ vào miền đông philippines vào trưa nay với sức gió 155 km/h. Đoạn video clip cho thấy các trận lũ cuốn tạt trên các nhà che khuất tầm nhìn và làm số nơi bị mất điện. Chính quyền các tỉnh ở philippines cho biết đã bắt đầu sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đậu phộng rất là ngon quý vị. Ngay sau đó, bão sẽ đi vào biển đông. Bão Gông Phong đổ bộ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Philippines sẽ được cải thiện với 12.000 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, vào khoảng 14 giờ 15 phút chiều nay, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại khu công nghiệp Trang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình xây dựng, một bức tường bất ngờ đổ sập chôn vùi nhiều người. Đến 17 giờ 45 phút, giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã xác định có 10 người chết trong vụ tai nạn, trong đó ăn xong rồi quý vị ơi, rất là ngon luôn quý vị. Và thì mình xin kết thúc cái clip tại đây nhá. Quý khán giả nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho các lượt nhá. Chào và hẹn gặp lại cái clip sớm nhất.